Kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, ngày 29 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết để điều tra hành vi thao túng thị trường chứng khoán, quy định tại Điều 211 Bộ Luật Hình sự. Khám xét tại trụ sở FLC của ông Trịnh Văn Quyết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã thu giữ nhiều thùng tài liệu. Cà phê Biz ngày 30 tháng 3 đăng tải bài viết Xuyên đêm khám nhà, trụ sở FLC của Trịnh Văn Quyết, cảnh sát thu nhiều thùng tài liệu, cho biết vụ việc khám xét diễn ra nhiều tiếng đồng hồ tại FLC Twin Tower, 265 cầu giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy và nhà riêng của ông Trịnh Văn Quyết tại khu đô thị Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tại nhà riêng của ông Trịnh Văn Quyết, từ 18 giờ 50 phút tối 29 tháng 3, xe biển xanh cùng một số cán bộ viện kiểm sát có mặt tại nhà riêng của ông Trịnh Văn Quyết tại khu đô thị Mỹ Đình 2, quận Nam Tử Liêm. Đến 20 giờ 35 phút, xe biển trắng 7 chỗ ngồi chở 3 người từ nhà ông Quyết đi ra, trong đó có một người mặc thường phục, ôm thùng tài liệu màu trắng. Ngay sau khi chiếc xe biển trắng rời đi, xe biển xanh chở theo cán bộ viện kiểm sát cũng rời khỏi nhà ông Quyết. Kết thúc công tác liên quan tại nhà riêng ở khu đô thị Mỹ Đình 2, quận Nam Tử Liêm vào lúc 21 giờ. Tại trụ sở tập đoàn FLC, 19 giờ tối 29 tháng 3, việc khám xét đang diễn ra tại FLC Twin Tower, 265 cầu giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội với đông đảo lực lượng công an. Theo ghi nhận từ báo Công an Nhân dân, những người đại diện FLC có thái độ chấp hành pháp luật, hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình khám xét. Nhiều tài liệu hồ sơ thiết bị văn phòng tại trụ sở tập đoàn này được cơ quan điều tra niêm phong tạm giữ để phục vụ hoạt động tố tụng. Trong quá trình khám xét, xuất hiện cảnh sát mang cây máy tính và một số bọc tài liệu được niêm phong cẩn thận đi ra khỏi trụ sở tập đoàn. 23 giờ 45 phút ngày 29 tháng 3, phóng viên ghi nhận 4 đến 5 xe ô tô biển xanh, từ 7 chỗ tới 16 chỗ liên tục xuất hiện trước cửa chính tòa nhà FLC. Lúc này các cảnh sát nhanh chóng bê nhiều thùng tài liệu lên xe di chuyển khỏi đây. Đến 0 giờ ngày 30 tháng 3, việc khám xét tại trụ sở FLC và một số địa điểm khác liên quan đến FLC kết thúc. Ông Trịnh Văn Quyết sinh năm 1975, quê ở Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Ngoài cương vị chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn FLC, ông Quyết và FLC còn là chủ sở hữu hãng hàng không Bamboo Airways với trên 80% vốn nắm giữ. Hôm 18 tháng 1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn FLC. Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ông Quyết đã có hành vi bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC vào phiên ngày 10 tháng 1 mà không báo cáo về việc dự kiến giao dịch, không công bố thông tin. Cụ thể, ông Quyết bị phạt tiền 1,5 tỷ đồng, căn cứ theo quy định tại khoản 3, điều 5, điểm H, khoản 5, điều 33, Nghị định 156-2020 của Chính phủ, quy định sự phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung với ông Trịnh Văn Quyết là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 5 tháng theo quy định tại nghị quyết số 156/2020. Trong vụ án thao túng thị trường chứng khoán, ngoài ông Trịnh Văn Quyết, cơ quan điều tra còn xác minh đối với cá nhân thuộc công ty cổ phần tập đoàn FLC, công ty cổ phần chứng khoán Boss và các công ty có liên quan. Ngoài trụ sở FLC, nhà riêng ông Quyết, cơ quan điều tra đã tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm đối với các đối tượng liên quan. Cũng theo Phê đăng tải ngày 20 tháng 3, bài báo Ai giúp sức ông Trịnh Văn Quyết thao túng thị trường chứng khoán. Thông tin rằng cơ quan điều tra đã khởi tố khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm đối với các đối tượng liên quan đến vụ án nêu trên. Trước đó, ngay sau việc ông Trịnh Văn Quyết bán chui 74,8 triệu cổ phiếu FLC trong phiên giao dịch ngày 10 tháng 1 năm 2022, cơ quan điều tra đã lập tức vào cuộc điều tra xác minh đối với Trịnh Văn Quyết và các cá nhân thuộc công ty cổ phần tập đoàn FLC, công ty cổ phần chứng khoán BOS và các công ty có liên quan về hành vi thao túng thị trường chứng khoán, che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán. Cơ quan điều tra xác định hành vi nêu trên của ông Quyết đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam và đủ yếu tố cấu thành tội thao túng thị trường chứng khoán. Theo thông tin ban đầu, từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 đến ngày 10 tháng 1 năm 2022, Ông Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo các cá nhân có quan hệ gia đình hoặc thân thiết điều hành nhân viên công ty cổ phần chứng khoán BOS, công ty chứng khoán BOS và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức để thông đồng mua bán chứng khoán với tần suất lớn nhằm tạo ra cung cầu giả tạo. Các tài khoản nêu trên đã tham gia 28 trên 28 phiên giao dịch, đặt mua chiếm 12% tổng khối lượng đặt mua và khớp mua 2,84% tổng khối lượng khớp mua toàn thị trường đặt bán chiếm 7% tổng khối lượng đặt bán và khớp bán chiếm 12% tổng khối lượng khớp bán toàn thị trường. Tại các phiên tăng giá, nhóm 21 tài khoản chứng khoán đặt mua với tổng khối lượng 77% tổng khối lượng đặt mua của nhóm. Tại các phiên giảm giá, nhóm đặt bán với tổng khối lượng 94% tổng khối lượng đặt bán của nhóm. Mục đích đẩy giá chứng khoán FLC từ 14.650 đồng trên cổ phiếu ngày 1 tháng 12 năm 2021 lên giá 24.050 đồng một cổ phiếu, tăng 64%. Sau đó, ông Trịnh Văn Quyết giao cho người thân trong gia đình đặt lệnh bán 175 triệu cổ phiếu FLC và đã khớp lệnh bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC với giá 22.586 đồng một cổ phiếu nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch chứng khoán với số tiền 1.689 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền khoảng 530 tỷ đồng. Các quy định lệnh tố tụng của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao vụ 3 phê chuẩn theo quy định pháp luật. Trước khi tống đạt các quy định tố tụng nêu trên, cơ quan điều tra đã tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trịnh Văn Quyết từ ngày 26 tháng 3 đến hết 25 tháng 4. Ngân hàng Sacombank, BIDV, OCB, NCB, Agribank đang cấp hàng nghìn tỷ đồng tín dụng cho tập đoàn FLC và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái này. Trước sự việc Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bị bắt tạm giam, nhiều người đặt câu hỏi rằng những ngân hàng này sẽ xử lý hàng nghìn tỷ vay nợ của FLC ra sao? Để trả lời câu hỏi, hãy cùng lắng nghe ý kiến của chuyên gia ngay sau đây. Báo Tiền Phong với bài viết, ngân hàng xử lý hàng nghìn tỷ đồng vay nợ của FLC ra sao khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt, đăng tải ngày 30 tháng 3, dẫn lời chuyên gia cho rằng, trong trường hợp khẩn cấp như CEO hay chủ tịch bị vướng vào vòng lao lý, các nhà băng sẽ phải trích lập theo chuẩn quản trị rủi ro, đánh giá lại toàn bộ các khoản vay này và yêu cầu doanh nghiệp bổ sung tài sản đảm bảo để nâng hệ số an toàn. Theo báo cáo tài chính mới nhất quý 4 năm 2021, tập đoàn FLC có 24.065 tỷ đồng nợ phải trả, chiếm lần lượt hơn 70% tổng nguồn vốn. Đa phần nợ của FLC là các khoản người mua trả tiền trước và phải trả ngắn hạn, dài hạn. Đây là các khoản tiền khách hàng mua bất động sản, dịch vụ của FLC đã trả tiền cho doanh nghiệp nhưng chưa nhận hàng. Về phía nợ vay ngân hàng, tổng nợ vay khoảng 6.200 tỷ đồng, chiếm gần 26% nợ phải trả trong đó vay ngắn hạn là 2.035 tỷ và 4.170 tỷ đồng dài hạn. Chủ nợ lớn nhất của FLC tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín Sacombank, với tổng dư nợ ngắn hạn cũng như dài hạn là hơn 1.840 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2021 của Sacombank, tổng cho vay khách hàng là 381.012 tỷ đồng và vốn chủ là 34.261 tỷ đồng. Khoản nợ này chiếm 0,48% tổng dư nợ và khoảng 5,4% vốn chủ. Tháng 4 năm 2021, Sacombank và Bamboo Airways đã ký kết hợp tác toàn diện. Sau giai đoạn này, FLC mới bắt đầu phát sinh các giao dịch tín dụng với ngân hàng có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Cả tập đoàn FLC và Bamboo Airways đều do ông Trịnh Văn Quyết làm chủ tịch hội đồng quản trị. FLC từng là công ty mẹ, sở hữu 100% vốn của Bamboo Airways và hiện nay vẫn là một cổ đông lớn. Từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 1 năm 2022, vợ chồng ông Trịnh Văn Quyết đã dùng sắp xỉ 160 triệu cổ phần tại Bamboo Airways để làm tài sản thế chấp cho các khoản vay của tập đoàn FLC tại Sacombank. Chủ nợ lớn thứ hai là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, cho vay khoảng 1.747 tỷ. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2021 mới nhất của BIDV, tổng cho vay khách hàng là 1 tỷ 380.410 tỷ đồng và vốn chủ là 86.366 tỷ đồng. Khoản nợ này chỉ chiếm 0,12% tổng dư nợ và khoảng 2% vốn chủ. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông OCB đứng thứ ba khi cho FLC vay gần 1.400 tỷ đồng. Tập đoàn FLC và Ngân hàng OCB đã từng ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược vào ngày 19 tháng 1 năm 2019. Hoạt động tín dụng giữa hai bên tăng lên nhanh chóng sau đó. Năm 2021, chi phí lãi vay của FLC là 375 tỷ đồng, giảm 33% so với năm trước và tương đương 91% lợi nhuận gộp của tập đoàn. Ông Huỳnh Minh Tuấn, sáng lập công ty quản lý tài sản FIDT nhận định, sau việc ông Trịnh Văn Quyết bị bắt, ảnh hưởng nếu có của hệ sinh thái FLC đến nền kinh tế ở mức độ thấp, không đáng kể vì quy mô kinh doanh của nhóm này rất bé, ngoại trừ BVA Bamboo Airways, chưa có số liệu cụ thể vì không phải công ty đại chúng. Ông Tuấn phân tích rằng, tổng doanh thu hệ sinh thái tập đoàn này vào khoảng 13.000 tỷ, tương đương với hơn 500 triệu đô, và chỉ bằng khoảng 0,014% GDP Việt Nam. Về nợ bao gồm cả ngắn và dài hạn, chưa tính BVA, vào khoảng 8.400 tỷ, tức tương đương với khoảng 360 triệu đô, và quá bé so với quy mô nợ hơn 11 triệu tỷ đồng của nền kinh tế Việt. Về Bamboo Airways, hiện tại chưa đầy đủ số liệu để đánh giá về dư nợ và quy mô vốn Tuy nhiên, Bamboo Airways sẽ có liên đới tới các ngân hàng cho vay cầm cố bổ sung tài sản đảm bảo là cổ phần BAV như STB 18,40 tỷ, OCB 1.400 tỷ. Các nhà băng này sẽ phải trích lập theo chuẩn quản trị rủi ro của từng ngân hàng. Trong các trường hợp khẩn cấp như CEO hay chủ tịch bị vướng vòng lao lý và đánh giá lại toàn bộ các khoản vay này, và yêu cầu bổ sung tài sản đảm bảo để nâng hệ số an toàn. Về máy bay, ông Tuấn thông tin, hầu hết máy bay Bamboo Airways đang vận hành là thuê. Các hợp đồng đặt mua từ trước tới giờ chưa được ghi nhận. Vì vậy, các tài sản này không thuộc về Bamboo Airways và không phát sinh dư nợ với hệ thống ngân hàng Việt Nam. Ông Tuấn cho rằng, những ảnh hưởng về dư nợ, chất lượng tài sản và tín nhiệm sẽ được các nhà băng giả soát lại và đi kèm kế hoạch dự phóng gồm trích lập yêu cầu bổ sung tài sản là tất yếu. Thưa quý vị có thể thấy vụ việc chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị bắt tạm giam về hành vi thao túng thị trường làm ảnh hưởng một phần không nhỏ tới danh tiếng của chính tập đoàn cũng như các hoạt động kinh doanh khác. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc. Thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại.